Giờ mình xin chào tất cả quý vị các bạn. Hiện nay mình đang đứng ở trên đường Bùi Trọng Nghĩa ở ngay chỗ Tràng Dài. Hôm nay mình sẽ dắt mọi người đi tham quan một vòng cái khu chợ Tràng Dài và cái buổi chiều. Hiện nay là lúc hơn 4 giờ chiều. Thì hôm nay thì thường cái buổi chiều ở Tràng Dài á nó rất là đông. Thì hôm nay mình sẽ dắt mọi người đi tham quan một vòng khu chợ Tràng Dài nó ra sao nhé mình nhá. Giờ mọi người đi cùng đi nhá. Thì mình đi đang hướng từ Bùi Trọng Nghĩa hướng ra từ cái đồng khởi ra vô hướng khu chợ Tràng Dài. Thì cái đường Bùi Trọng Nghĩa thì gần đây trước đó mình có quay một số cho mọi người xem. Thì cái đường Bùi Trọng Nghĩa họ mới mở rộng và làm rất là đẹp quý vị. Đường xá đây rộng hơn rất là nhiều, nhất là vào buổi chiều ấy. Buổi chiều thì cái lượng mà người đi làm về rất là đông. Ngay chợ, tức là khu chợ thì nó rất là kẹt xe rất là dữ vậy. Đây thì quán cà phê. Đây nó có, gần đây nó có ủy ban nhân, có công an phường Tràng Dài. Dọc dọc bên đây thì họ kinh doanh mua bán tạp hóa này, quán nhậu, pizza, đặc biệt ở đây nó có hệ thống dê vườn xoài. Phía trước quý vị là cái vùng cái ngã ba ngay chỗ cà phê Tigon, Adobe. Đây là cái công an phường Tràng Dài vậy này. Đây thì có trường cấp 2 Tràng Dài này, trường trung tâm ngoại ngữ, trường mẫu giáo. Ở đây thì nó tập trung rất là nhiều các cái trung tâm trường học và Anh ngữ Việt Mỹ học cũng về đây nhé mình nhé. Đây có trường tiểu học Tràng Nguyễn Thái học như này. Gần gần đây là gần tới chợ này. Mọi người biết là gần chợ thì nó lan tỏa rất ra ngoài này nhỉ. Bưởi này, bán là các thịt cá. Nên thì được biết thì cái loại thịt tới giá nó cao hơn rất nhiều heo, giá cao lắm vị. Đây, đây nó có hệ thống FPT Shop này này. FPT Shop họ cũng về đây nhé. Trái là đường cũng là chỗ ủy ban phường Tràng Dài. Gánh rau ở thế giới động cũng về đây nè, bách hóa xanh. Đây mình thấy là chợ này đa số họ bán hàng lề đường rất là nhiều. Trong chợ cũng có tạp hóa này. Tràng Dài nếu mọi người mà sống ở đây lâu thì biết thì đây Tràng Dài á nó thay đổi rất là nhanh. Rồi, khu dân cư phát triển này, các cái chợ, các cái trung tâm điện máy xanh này, thấy đồng công ty họ về đây. Đây thì nó có cái nhà thờ Thái An như này, đây là tới khu chợ này. Giáo sứ Thái An. Giáo sứ này khá là lớn rồi. Dọc dọc bên chợ này thì bán các loại quần áo này vậy này.
quần áo rất là nhiều. Tầm này thì công nhân bắt đầu ra về này. Trần Văn Xã, 32 Trần Văn Xã. Đây như chuẩn bị tới mùa vải vậy này. Đây xe đây số đây họ bán gần cái lòng lề đường rất là nhiều này, bán rau, bán loại hải sản này, đây là bán tôm, cá này, hải sản này. Gà. Đây đa số là dân Bắc và nhiều vì nó có chợ Thanh Hóa này, chợ Hải Dương này. Đa số là bán ở đường rất nhiều nha. Đường thì nó rất là tiện vì họ mua, họ tạt ngang qua họ mua, rất là tiện vì. Rau củ quả các loại. Đây là cái vô khu lòng chợ vậy này, mình sẽ vô khu lòng chợ. Rồi trong đây nó mua bán làm sao nhé. Đây khu chợ đây. Đó. Đây là bán các cái loại đồ khô này. Một cái đồ gạo này. Trong này thì nó không có đông ở bên ngoài. Được cái là buôn bán kinh doanh nó có mặt bằng, nó ổn định hơn. Đây khu cá này. Bán rau sạch Đà Lạt. Khu này là khu thời trang. Các loại quần áo, giày dép. Chợ này cũng khá là rộng quý vị. Mắm. Số sạp và rất là vắng. Mình đợt trước có một cái bà chị mình bán ở đây thì chị nói ở trong chợ bán rất là ít khách vì hiện nay họ tập trung ra ngoài hết rồi. Mình sẽ quẹo vào đây coi. Bắt hoa xanh là cũng về đây nhé. Gần đây thì cái ngã ba này họ mở ra này. Chợ nó lan tỏa rất là nhiều này. Các cái cô họ bán ở đây thì họ ra rất là này nhé. Đường là đường Phúc Chu này, hướng ra chợ Phú Thọ vậy.
lượng mà không có một loại chất nào so với được. Ngày trước cái chỗ này nó rất là hẹp mà nó lụp xụp lắm, giờ nó cải tạo đường rất là đẹp. Cái này cái nó sóc thời trang này, mỹ phẩm rất là lớn này. Bắt hoa xanh nó về đây nhé. Đấy, phía nơi này thì đây mọi người thấy không, những cái lề đường này họ đi mua sắm nó tiện, người ta ngang qua người ta không có đi vô, nó sẽ tiện hơn này. Bên ngoài này á nó rất là đông đúc, còn khu trong chợ thì cũng để vắng hơn là ngoài rất nhiều. Ngày xưa trong cái bên phải quý vị đây là nó mình thấy là chợ chàng trai, nhưng bây giờ thì cái khu chợ làng trai thì nó giờ nó đây là đây cái cổng ngày xưa giờ nó là trung tâm thời trang. Bán mấy cái lề đường này rất là ấy, nhiều khi công an này kia nữa. Nhưng mà theo mình nếu mà chợ này mà muốn cái thì sẽ tập trung vào chợ thì nó có cái hay của nó. Đó thì mình có đi một vòng ở đây đấy, chợ vào buổi chiều cuối tuần đó. Cái trung tâm thời trang Simac này nó khá là lớn, ở thấy ở Đồng Nai thì nó có khá là nhiều các cái trung tâm thời trang Simac, họ bán tập trung các cái hàng giá rẻ nhưng mà nó rất là lớn vậy. Tả tốt ra ngoài này, nó ở đây bán dừa, vừa rồi thì mình cùng rất mọi người đi tham quan một vòng cái khu chợ Trảng Dài và cái buổi chiều ở đây coi nó ra sao, cho mọi người được cảm nhận cái tình hình của cái chợ nên nó rất là đông đúc và Trảng Dài nó ngày càng phát triển. Thì thôi mình cũng xin kết thúc cái video ở đây, hẹn mọi người trong một cái video gần đây nhất trong sắp tới nha. Giờ mình xin chào quý vị ạ.